khi mà anh chủ xe được báo cái chi phí sửa chữa là hơn 110 triệu. Rồi, hôm nay xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến sau lưng mình đây là một cái chiếc Hyundai i8. Hiện nay thì trên thị trường này các bạn thấy các cái dòng Hyundai i8 này người ta đang rất là có nhiều cái bàn tán xung quanh cái dòng xe này vì cái hư hỏng rất là nghiêm trọng của nó. Trong video ngày hôm nay thì mình một phần mình sẽ chia sẻ các bạn các cái vấn đề đó là cái gì, và cái thứ hai nữa cách nào để anh em sử dụng các cái dòng xe này cho nó hiệu quả, cho nó bền bỉ. Dù là các bạn thấy là những cái vấn đề này 90% đến từ cái việc sử dụng xe không đúng cách của các anh em chủ xe, dẫn đến là tình trạng các cái dòng xe i8 hiện nay trên thị trường gặp rất là nhiều vấn đề. Và chúng ta hãy tiếp tục video với mình nha. Đầu tiên là mình phải nói đến các cái vấn đề của các cái dòng Euro 4 hiện nay, đó chính là các cái kim phun như thế này và bơm có áp. Thì trên riêng các cái dòng như i8 thì nhiên liệu thì nó cũng là cái vấn đề chính ha. Ví dụ như sau đây mình có thể có cái bình dầu của dòng xe này thì anh em nhớ là phải đổ dầu cho nó kỹ, cứ khoảng tầm 70 đến 100 ngàn cây anh em hãy xịt xúc bình dầu để tránh trường hợp các cái dầu cặn bẩn nó sẽ lên các cái cây kim phun này và nó gây tắc cái cây kim phun này, nó tắc cái cây kim phun này dẫn đến các cái hư hỏng về kim phun. Và trên i8 thì nó còn ngoài về hư hỏng kim phun thì nó còn hư hỏng thêm các cái bộ phận trên cái đường ống nhiên liệu của nó nữa. Rồi còn cái bộ phận đây cũng nằm trên đường nhiên liệu của nó các bạn, thì cái xe i8 này nó hay hư cái con này lắm này. Này các bạn, đây là cái con cảm biến van dầu để mà nó xả dầu về lại cái đường dầu cũ của nó. Và đây là cái cảm biến áp suất nhiên liệu ha. Thì đây là hai cái bộ phận nó khi mà dầu dơ nó rất là hay hư nha. Nó rất là hay hư cái bộ phận này và cả cái bơm áp của nó nữa. Nên là khi mà cái dòng E8 này các bạn mà xài nhiên liệu nó không có sạch á, hoặc là bị nhiễm nước ha, bị nước vào nhiên liệu nó phá hết toàn bộ cái hệ thống nhiên liệu này của nó. Và mình đã từng làm một chiếc xe E8 khi mà anh chủ xe được báo cái chi phí sửa chữa là hơn 110 triệu. Và bây giờ nếu mà anh em sửa cái dòng E8 này mà cái hệ thống như là ống reo này và bơm có áp này ha, thì chi phí nó có thể hơn 120 triệu đối với năm 2024 ha. Nên là đặc biệt anh em dầu cộ là phải kỹ, thay lọc dầu định kỳ nha, cứ 20.000 cây là thay. Và đây là một chiếc xe E8 bị báo lỗi nước trong dầu ha. Các bạn thấy là xe đề không có nổ, và khi mà người ta tháo bình dầu ra thì nó có gần 20 lít nước trong bình dầu. Và cái chiếc xe này không thể chạy nổi, phải kéo về, và nó làm hư hỏng toàn bộ hệ thống kim phun và các chi tiết trên cái đường ống dầu. Và đây là cái van hồi của cái ống reo, và các bạn thấy là toàn bộ ống reo, bơm cao áp, kim phun của cái chiếc xe E8 này toàn bộ là hư hỏng hết. Và một điều đặc điểm nữa là các bạn sẽ thấy là khi mà cái dòng E8 hoặc là tất cả các dòng ga điện á, khi mà nó báo lên táp lô cái đèn này thì các bạn cần phải tấp xe vào lề và kiểm tra ngay cho mình bằng cách là các bạn tháo cái lọc dầu dưới cái đáy này ra này, tháo cái đít này này. Các bạn tháo ra xong các bạn xả ra xem mà nó có nước hay không. Nếu mà nó có nước thì các bạn phải tiến hành phải cho xe xúc ngay bình dầu này nha. Xúc ngay bình dầu này và thay cái lọc dầu này cho mình. Các bạn không được đi ráng, nếu như mà đi ráng thì cái tác hại nó rất là ghê gớm. Thì các bạn có thể xem hình ảnh này là một cái chiếc xe i8 đã phải làm lại toàn bộ kim bơm và cả ống reo của nó. Giống như cái lúc đầu mà mình có chia sẻ các bạn thì đây là một trong những cái lỗi mà rất là nhiều anh em i8 gặp phải, và cái chi phí mà anh em phải bỏ ra rất là nhiều. Đối với cái dòng i8 này thì nó cũng hay gặp vấn đề về các cái hộp điều khiển động cơ. Thì cái này thì nó ngoài cái vấn đề của anh em có thể gọi là phòng ngừa rồi, nhưng mà cái khả năng mà xe bị hư lỗi các cái hộp ECU này rất là thấp. Khi mà xe các bạn có vấn đề về các cái cảm biến nó dơ, nó hư hỏng thì thường nó sẽ kéo theo cái thằng này theo, hộp ECU hay còn gọi là hộp đèn đó. Rồi cái vấn đề tiếp theo là cái vấn đề thứ hai mà mình cũng không hiểu anh em tại E8 anh em hiểu gì về các cái dòng xe đời mới này mà anh em chuyên gia xài nước lã. Một là anh em xài nước lã, hai là anh em xài nước làm mát kém chất lượng, và ba là anh em không bao giờ thay nước làm mát này. Đây cái xe này đang banh ta lăn này do nước làm mát đó. Mình cũng không hiểu tại sao mà anh em E8 mà 10 anh em thì 8 anh em là không bao giờ mà để ý đến cái vụ nước làm mát cả. Anh em toàn là giống như kinh nghiệm xài HD72 ngày xưa hay sao á, nước nôi là không bao giờ kỹ, dẫn đến là rất là nhiều xe E8 này sôi nước này,
rồi cong gen nè, rồi thủy kích này. Như cái xe này bây giờ cái mạch máy ban cha lành, anh em hãy xem cái mạch máy của nó nè. Đây là cái mạch máy của một con AX8. Thì cái mạch máy này nó bị ăn mòn hết cái mạch máy nha các bạn, và cái mạch máy này nó cũng bị nứt luôn rồi. Do đó là phải tiến hành thay mạch máy mới. Đây các bạn thấy là những cái vị trí động cơ nó bị ăn mòn đó. Và cái này hoàn toàn nguyên nhân 100% đó là do nước làm mát. Các bạn thấy là những cái nguyên nhân những cái chiếc AX8 nằm đường, những cái chiếc AX8 sôi nước, những cái chiếc AX8 phải đại tu máy nó cũng từ nguyên nhân này mà ra thôi. Và cái nước làm mát đối với cái dòng AX8 này, mình khuyên các bạn nào các bạn phải cực kỳ kỹ. Nó chỉ là một cái yếu tố rất đơn giản thôi, nhưng mà nó gây ra biết bao nhiêu cái vấn đề của cái dòng AX8 này. Và cái mạch máy này phải thay mới nha, không còn sử dụng lại được nữa. Như cái chiếc xe này các bạn có thể thấy là anh chủ xe đã chế lại cái cách nước to hơn này. Nhưng mà cái nguyên nhân chính tại sao anh phải chế lại cái cách nước này chính là xe luôn luôn bị nóng nước. Mà nóng nước thì nó xuất phát từ cái việc là cái mạch máy của cái xe này nó đã bị nứt mạch máy rồi. Nứt mạch máy rồi ăn mòn mạch máy. Đó, cái mạch máy hồi nãy các bạn có thể xem. Đó, thì nó nên là nước lúc nào nó cũng nóng. Cho dù các bạn có chế cái két này to đến cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng không thể nào nó giải nhiệt ở trong động cơ này kịp. Bởi vì cái mạch máy nó đã bị nứt này, các bạn thấy à, mình đã thay cái mạch máy mới này. Nên là cái chuyện mà các bạn có thay cái két nước cho nó to gấp đôi cái cũ thì nó chẳng để giải quyết vấn đề gì cả. Lanh quanh có nhiêu đó nè, cũng do cái thằng nước làm mát. Đó, nên là anh em nào mà xài AX8 đặc biệt lưu ý cho mình cái này. Chịu khó mua những cái dòng nước làm mát cao cấp tốt và nó chẳng bao nhiêu tiền cả. Thế đó, một cái xe AX8 này nếu mà bên mình mà chỉ cần hai cái bình nước làm mát bên mình loại đậm đặc mà các bạn xài 70 đến 100 ngàn cây vô tư thoải mái mà nó chẳng lo lắng gì hết. Nè, như cái xe này độc có đổ nước lã không thì các bạn cái xe không thể bền nổi. Đây các bạn thấy ở đây cái két làm mát EGR này, rất nhiều các chiếc xe AX8 bị lủng cái két này rất là nhiều và hầu như là rất là nhiều xe sau khi bị lủng này xong là bị dạng như thử kích ấy. Nước ở trong này nó nước làm mát nó chui vào đây và nó vào trong máy gây ra cong gen. Và đây là một cái ví dụ khác của một chiếc AX8 khác do nước làm mát phá hoại. Các bạn thấy là đây là cái bơm nước của nó và các cái cánh quạt của nó đã hoàn toàn bị ăn mòn, và anh chủ xe cũng rất là sốc khi mà cái chiếc xe mình bị như vậy. Và cái chiếc xe này đang bị tình trạng sôi nước, cũng là con AX8 này. Thì khi mà nước nó sôi lên thì nó sẽ làm cho các cái bộ phận trên động cơ hư hỏng. Và đây là cái két sinh hàn gây ra cái hiện tượng cái chiếc xe này là bị nhớt qua nước. Và đây là các cái ống nước, các bạn thấy toàn bộ cái đường nước nó vào nó bị rỉ sét một cái màu vàng. Và chính đây là những cái nguyên nhân gây ra lủng các cái két sinh hàn và gây ra cái hiện tượng là nhớt qua nước. Và nếu như các bạn phát hiện kịp thì cái động cơ còn sử dụng được, còn nếu không thì nó cũng banh chành do cái hiện tượng nhớt con nước này. Cái vấn đề tiếp theo của các cái dòng AX8 mà nó hay bị đó chính là cái turbo này. Đối với các cái dòng AX8 thì nhiều xe bị hư turbo. Vậy thì cái turbo này nguyên nhân tại sao mà nó hư thì các bạn hãy xem thêm hai cái nguyên nhân chính dẫn đến cái turbo này nó bị vấn đề hư hỏng nhanh nha. Đối với các cái dòng như AX8 á thì một cái điều quan trọng đó các bạn thể thấy là cái lọc gió của nó. Đây là cái này quan trọng nha. Này là cái gì? Cái lọc gió đó. Chưa mở là nó đã bung ra rồi. Trời đất ơi, vậy làm sao mà nó ấy được, sao mà nó lọc được. Này chắc là gánh đẩy đi, đẩy bừa vô rồi chứ không biết cách khóa luôn rồi. Ôi, cái lọc này hình như cái lọc này lọc lô rồi. Đó, các bạn thấy cái lọc này là lọc lô nha. Cái dòng AX8 thì nó chuyên gia là anh em chuyên gia mua đồ lọc lô, vì cái lọc zin nó rất là mắc tiền. Đó, các bạn nhìn thấy cái tay của nó này. Như vậy thì khi mà mình đậy cái lọc lại á, thấy không, đây lọc lại nè. Đó, các bạn đẩy cái này xuống này. Đó, lỏng là lỏng lẹt này các bạn ha. Nè, đó, giờ xe nó chạy nó bung 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 nó bung này ra rồi lọc gì nữa, đâu có lọc được cái gì đâu. Đó, như cái đồ chơi vậy đó. Vậy hỏi thì sao mà máy nó không xuống cấp?
Rồi chưa kể là các bạn thấy nếu mà cái lọc như vậy á, ví dụ như các bạn mà chở cái đồ gì đó nó bụi bặm ha, ví dụ như mầm cưa, dầm cưa hay là màn cưa hay gì đó, thì làm sao mà nó lọc được cái gì? Rồi nó vào cánh turbo, rồi nó cong cánh turbo, rồi hỏi tại sao là đồ hư. E8 này bên mình sửa rất là nhiều chiếc là bị cong cánh quạt turbo. Và đây cái cánh quạt turbo của một con E8 bị cong, và cái cánh quạt này cần phải thay mới, không thể tận dụng lại được nữa. Và đây là nguyên nhân chính của nó. Các cái dăm bào mùn cưa nó lọt qua cái lọc gió và nó lên, nó làm cho cái cánh quạt turbo nó bị cong. Thì nguyên nhân là sao? Đây nè, đó, cũng do anh em chứ đâu. Mua ba đồ lô, đồ về dỗ, đồ dỗm về. Đó, giờ gắn vô như cái đồ chơi luôn. Đó, nè. Đồ zin nó rất là cứng nha. Đồ zin gắn vô là các bạn phải nạy rất là mạnh, các bạn mới rút nó ra được. Còn đồ lô này ha, nè, đó, đó, đẩy vào trong nha. Đó, bây giờ nha, dùng ngón tay này. Thế này làm sao lọc được cái quái gì. Rồi, vậy thôi. Gắn lại, chứ cái này thua rồi. Xe này các bạn thấy đang đẩy tu máy đó, tháo nó máy, nhưng mà với cái cách bảo dưỡng thế này thì cũng không chạy nổi đâu. Rồi các bạn này cứ đổ thừa sao xe chạy dở thế. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái việc anh em xài nhớt. Đối với E8 nó là một cái dòng xe đời mới, và cái hiệu suất của các cái bộ phận trên động cơ nó rất là cao. Ví dụ như cái turbo này, cái tua nó sẽ cao hơn bình thường so với các cái dòng xe khác. Do đó là khi mà các bạn xài nhớt á, thì các bạn phải xài những cái loại nhớt nào mà nó chất lượng ha, phải là chất lượng. Chứ các bạn xài những cái dòng nhớt mà xài cho những cái xe đời tống á, thì nó không có đáp ứng được hết các cái bộ phận, đặc biệt là cái turbo. Dẫn đến là cái turbo của bạn nó rất là nhanh xuống cấp và nó rất là mau hư hỏng ha. Do đó là mình khuyên các bạn, anh em nào đang xài những cái dòng E8, anh em nên xài những loại nhớt tốt hơn người ta. Ví dụ như anh em có thể xài những cái dòng nhớt tiêu chuẩn 10 VK40 hoặc là 15 VK40. Nếu anh em nào chạy xe đời mới á, thì có thể xài nâng cấp nhớt, ví dụ như là 10 VK30, 5 VK30, nhưng mà chỉ trong giai đoạn dưới 100.000 cây đầu thôi. Còn giai đoạn sau thì các bạn nên xài 10 hoặc 15 VK40, và cái tiêu chuẩn nhớt nó khoảng tầm CZ hoặc là CK nha. Và các bạn thấy là cái chiếc xe này nó gõ rất là ghê, và bên mình phải cẩu cái động cơ của nó ra để mà kiểm tra. Thì sau khi mà mở ra thì các bạn thấy là các cái piston và sơ mi nó xước hết rồi, và cái động cơ này phải đại tu lại toàn bộ. Và cái nguyên nhân đó chính là do cái lọc nhớt giả gây ra. Cái lọc nhớt này nó bị xì do cái chất lượng nó quá kém, và đây cũng là một cái nguyên nhân khiến cho những chiếc E8 nằm đường. Và cái lỗi này cũng hoàn toàn do người chủ xe gây ra, do tiết kiệm mua những cái lọc nhớt lô, lọc nhớt giả với cái số tiền rẻ hơn để mà tiết kiệm chi phí. Ngoài các cái vấn đề nói trên thì cái dòng E8 này thì các bạn cũng phải vệ sinh định kỳ cho nó. Các cái bộ phận riêng của cái dòng Euro 4 như là van EGR này, cọng gió này, bộ lọc khí thải này đó, các cái bộ phận đấy nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của động cơ về lâu về dài nha. Đối với cái dòng E8 thì các bạn cũng nên vệ sinh định kỳ theo chuẩn Euro 4 của nó. Ví dụ như là vệ sinh bộ lọc khí thải khoảng từ 70 đến 100.000 cây số. Cũng từ 70 đến 100.000 cây thì anh em vệ sinh các cái van EGR này và cái két đàm mát EGR của nó nha. Đó, khi mà mình vệ sinh như vậy á thì nó sẽ tránh được các cái trường hợp mà nó bị thủng két EGR cũng như bị nghẹt van EGR này. Đồng thời khi mà các bạn vệ sinh đó thì các bạn vệ sinh luôn cả cái họng gió này luôn. Họng gió của các dòng E8 ở chỗ này nó rất là dơ, nên là các bạn vệ sinh khoảng từ 70 đến 100.000 cây các bạn vệ sinh cho mình. Ở E8 thì nó có một cái đặc điểm mà cái này có thể do thiết kế nó hơi có vấn đề. Đó chính là cái bơm trợ lực lái của dòng xe này nó rất là nhỏ so với cái dòng xe 7-8 tấn như của nó. Thì rất là nhiều anh em chạy một thời gian khoảng tầm đâu đó khoảng 4-5 vạn cây hay bị hư cái bơm trợ lực lái này lắm. Cái này thì không thể nào tránh khỏi được. Khi nào anh em thấy nặng lái thì mình hãy kiểm tra cái bơm trợ lực lái này nha. Như vậy thì mình mới chia sẻ các bạn một vài các cái vấn đề hiện nay của E8 cũng như cái cách để các bạn xử lý. Thì trong đó nó có ba cái vấn đề chính, đó chính là nước ẩm mát, thứ hai là dầu diesel, và thứ ba là nhớt. Thì các bạn cứ canh đúng cho mình ba cái vấn đề này, và các bạn làm đúng ngay từ đầu, từ lúc mà xe còn mới cho đến sau này, thì mình cam đoan với các bạn rằng những chiếc xe E8 này chạy cực kỳ hiệu quả, chứ nó không giống như cái tình trạng như bây giờ đâu. Những cái mà mình đưa ra toàn là những cái thông tin mà đa phần là anh em chủ xe không quan tâm, không quan tâm và không biết, dẫn đến là
những cái dòng E8 hiện nay trên thị trường đang rất là nhiều cái vấn đề nghiêm trọng dẫn đến là tai tiếng của dòng xe này. Và thực tế thì các bạn thấy rằng nó là biểu tượng của các cái dòng ga điện Euro 4, Euro 5. Và sau này thì các bạn thấy là những cái dòng xe đời mới ra nó còn phức tạp hơn E8 này nhiều. Mà các bạn có cái dòng xe này thôi mà các bạn còn chưa xử lý được thì đừng nói chuyện đến mấy cái dòng xe khác ha. Nên là mình rất là tâm huyết với cái video này để chia sẻ cho anh em đang sử dụng các cái dòng E8 hoặc là đang chuẩn bị mua những cái dòng E8. Anh em đừng có nhìn vào những cái ngoài kia, thực tế nó nằm ở chính bản thân anh em á, chứ không phải nó nằm ở những cái thương hiệu hay dòng xe hay cái gì đó đâu ha. Trước tiên anh em cứ làm tốt những cái đó đi. Mình cam đoan với anh em rằng khi mà anh em tốt những cái điều đó, xe anh em sau 300, 400 ngàn cây anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.